Nếu nói thí sinh nào ấn tượng nhất trong trường tin 2019 không thể bỏ tên cái tên Đình Đám Minh Anh đến từ đội Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái. Cô bạn được biết đến là chiến binh 30 điểm khi hầu như phần thi nào cũng dành trọn điểm tuyệt đối từ ban giá bu khảo. Cô gái nhỏ xíu ghi điểm với những màn tranh biện cực các cùng luận điểm đã trở nên di răng trên, học sinh chỉ chán học lịch sử trên trường chứ không học sinh nào chán lịch sử dân tộc. Nguyễn Ngọc Minh Anh 2003 Lớp 11 chuyên văn trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái. Giải khuyến khích tiếng Anh cấp tỉnh. Giải khuyến khích khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Giải nhất kể chuyện về bạo hồ. Giải A đoàn đội cấp tỉnh bào giới đội tình địch trong trận tầm thường kết là phổ thông năng khiếu được tấn công giá bước hạng một ngay từ ngày đầu thi đội của minh anh dường như là viên ngọc thâu và là chú ngựa ô có những bước nhảy giọt trong đường đua năm nay đội khi đó chỉ mới cho thấy tiềm năng chứ chưa có dấu ấn riêng thậm chí theo huấn luyện viên la gia long phải đến lượt biểu quyết thứ năm anh mới quyết định nhận đội thi này về phía mình Hành trình gian trung này không thể kết thúc nếu thiếu đi dấu ấn của Minh Anh một cô nàng thông minh, luôn biết giá bước trị bạn dạng thân và tự tin với bài diễn giả của mình đã truyền cảm hứng tranh biện cho nhiều bạn trẻ bạo. Cùng tò mò xem cô bạn này còn nét tính ba rất dị nào người theo dõi chưa biết nhé. Những màn tranh biện dành trọn 30 điểm tuyệt đối của Minh Anh. Nguồn yên. Chào Minh Anh, bạn có thể giới thiệu đôi chút về bạn dạng thân mình. Mình tên là Nguyễn Ngọc Minh Anh, hiện đang là học sinh lớp 11 dân của trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái. Thể từ sau khi nhập cuộc trường tin cho đến những dòng thi đấu cuối cùng, cuộc sống và bạn dạng thân Minh Anh có thay đổi gì nhiều không? Tất nhiên là mình đã thay đổi rất nhiều và mình nhận nhiều hơn là mất. Ở chỗ mình môi trường phản biện chưa thực sự phát hành nhưng mình cảm thấy may mắn vì có thầy cô cùng đồng đội luôn ủng hộ và động viên nhiệt tình mình có cơ hội làm quen và học tập với nhiều bạn từ khắp nơi trên đất nước. Ngọc Lan du lịch cùng con trai, khán giả thắc mắc về Thanh Bình. Những luận điểm cực gắt đã tạo nên yêu quý hiệu của thí sinh Minh Anh. Cơ duyên nào đưa bạn đến với chương trình trường tin năm nay? Lúc trường tin mở đơn thì mình không thật sự để mắt gì đang bận với cuộc thi khoa học kỹ thuật nhưng rồi có một người bạn gửi liêm và nói rằng mình nên nhập cuộc gì nó hợp với tính ba thích cãi nhau của mình bản thân mình cũng theo dõi chương trình này từ lâu và cũng nghĩ thanh xuân chẳng có bao nhiêu nên đã quyết định thử sức hưởng thụ để có thêm nhiều quãng sợ nghiệm và tài năng sống hơn mục tiêu mà minh anh đặt ra khi bắt đầu nhập cuộc chương trình này Thực ra, mục tiêu của bọn mình tối đầu chỉ là để giao lưu và học hỏi tài năng tranh biện về phát hành phong trào này ở trường mình. Chứ còn để đi đến vòng cuối phải trải qua rất nhiều dòng đấu nên cả đội cũng chưa dám nghĩ có thể đi xa đến như vậy. Theo Minh Anh, vai trò của tranh biện đối với cuộc sống ngày nay cần thiết như thế nào? Lúc đầu mình chỉ đơn giản nghĩ tranh biện là trao đổi về hai mặt của vấn đề nhưng giờ mình mới hiểu rằng tranh biện còn bắt ngát hơn như thế mọi người bàn thích thần tượng nào hơn, hôm nay ăn gì, diễn giả như nào cũng là một dạng của tranh biện trong đời sống. Đây là tài năng giúp mọi người rèn luyện tư duy phản biện, nhìn nhận vấn đề ba quan để tìm được bảo ý nghĩ đó, rèn luyện trình độ nói trước đám đông. Như với chính bạn dạng thân mình, sau khi nhập cuộc chương trình, mình tự thấy bạn dạng thân trưởng thành hơn, nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ chứ không còn phán xét nó theo cảm tính nữa. luôn được biết đến là cô gái với câu nói tranh biện sắc sảo cùng ba đặt vấn đề rất dị, Minh Anh có thể chia sẻ một chút về ba để có trình độ tranh biện gấp như vậy. Mình thấy may mắn khi có cô chủ nhiệm tiến bộ, luôn khuyến khích học sinh diễn giả về một vấn đề nào đấy rồi chấm điểm về nó. Bản thân mình cũng có nhiều dịp được đứng trước đám đông nói lên luận điểm của mình vậy nên mình nghĩ trình độ của bạn dạng thân cũng đến từ rất nhiều lần như thế. Còn về cho lời khuyên, mình nghĩ mọi người nên bắt đầu bằng ba tạo cho mình sự tự tin và cơ hội hưởng thụ. Thực sự mình không phải người giỏi nhất nhưng từ hồi nhỏ xíu đến hiện thời mình vẫn luôn tin rằng mình có trình độ nói trước mọi người. Hay trong chương trình có nhiều bạn bên ngoài vốn rất trầm tính nhưng khi lên tranh biện lại trở thành nhân loại hoàn toàn bạo bởi bạn đó rất tự tin với luận điểm của mình. Vậy nên mọi người cứ trao dồi bạn dạng thân rồi sự tự tin sẽ tự đến. Tiếp theo, mọi người nên trao dồi thêm vốn từ để đặt vào trường hợp nào cũng có thể mô tả được dự định bạn dạng thân. Mọi người có tư duy ngang nhau nhưng lên chương trình lại không có vốn từ để mô tả thành ra bị dấp, nói kiếp sợ rồi làm vẫn luôn bài tranh biện. Mình nghĩ ba tốt nhất để rèn luyện là mọi người nên xem phim, đọc ba. Lúc đầu có thể bảo bạn chưa nhận ra nhưng lâu dần sẽ nhận thấy sự thay đổi rõ trong ba dùng từ của mình trở nên quan mỹ và tâm thúy hơn chỉ cần sự tự tin và vốn từ thôi thì trình độ tranh biện sẽ được tăng lên màn chơi gấp rút úy mà. Minh Anh từng gây tranh cãi với luận điểm, học sinh chỉ chán học lịch sử trên trường chứ không học sinh nào chán học lịch sử dân tộc nhận phải nhiều ý kiến trái chiều. Minh Anh nghĩ sao về việc này và bạn có bao giờ từng theo đuổi điều gì đó mà phải chịu áp lực lớn từ phán xét của người bao quanh? Đúng là tập đó sau khi phát sóng đã nhận phải rất nhiều bình luận, thậm chí mình còn đọc được vài lời nhận xét quá khích, ném đá thậm tệ. Nhưng mình cũng không phải người hay đi đọc bình luận gì mình nghĩ việc gì đã qua thì cũng đã qua. Nên mình chỉ tiếp thu cái nào mình nghĩ là thích hợp thôi, còn cường bạo ý quá thì cũng mặc kệ chứ biết làm sao vừa lòng tất cả mọi người hiện thời. Còn về câu chuyện theo đuổi điều gì đó thì ngày xưa bố mẹ luôn hướng mình theo chuyên anh nhưng đến năm lớp 9 thấy bạn dạng thân hướng thú với việc đọc ba giết giết dân hơn nên đã đăng ký thi chuyên văn nguyện vọng 1. Đến hiện thời mình vẫn chưa hối hận với quyết định này. Mọi người tầm thường nói mình khá bướng bỉnh khi không chịu nhận lỗi sai. Nhưng mình nghĩ mỗi người sẽ có một luận điểm riêng, cần thiết là ba mình nhìn nhận tấn công giá bước như thế nào, biết được mình đúng hay sai rồi kiên cường đi theo nó chỉ cần một chút nỗ lực nữa Minh Anh cùng đồng đội sẽ trở thành quán quân của trường tin năm nay. Cảm xúc của bạo bạn thế nào khi để ruột mất thành công ngay trong tầm mắt như vậy? Nói không buồn thì đúng là nói điêu nhưng thực ra chúng mình cũng không buồn lắm đâu. Mình chỉ thấy tiếc vì thầy cô và mọi người đã đặt kỳ vọng nhưng lại không thể kết thúc được còn đội tình địch phổ thông năng khiếu vốn dĩ là đội rất mạnh, được dự đoán giành hạng nhất ngay từ những ngày đầu nên chịu thua trước bạo bạn ý, đội chúng mình cũng thua cực kỳ tâm phục khẩu phục. Đối thủ giỏi, thành tựu vô tư và chúng mình cũng đã nỗ lực hết sức rồi, như vậy thành tựu dù thế nào thì mình cũng rất hạnh phúc. Quan điểm đưa đến 30 điểm tuyệt đối nhưng cũng nhận phải nhiều ý kiến trái chiều của nữ sinh. Minh Anh có điều gì tiếc nuối hay muốn thay đổi nếu có thể quay ngược lại thời gian nhập cuộc trường tin? Điều duy nhất mình tiếc nuối là trong trận tầm thường kết, mình có hơi to tiếng với bạn nam cùng đội là Chí Dũng khi phong đậu ngày hôm đó của Dũng không được tốt. Còn lại mình cũng không muốn thay đổi điều gì hết vì thấy bạn dạng thân dần trưởng thành lên thì mới để lại nhiều ấn tượng trong lòng mình đến như vậy. Theo Minh Anh, điều gì khiến người theo dõi nhớ mãi về bạo cuộc tranh biện của bạn? Do luận điểm của mình hơi gắt chăng? vì khi lên không khí bao quanh rất sôi động và áp lực thời gian nên chất giọng mình bị đắt hơn bình tầm thường. Mình cũng khá bất thần khi mọi người yêu yêu quý nét tính ba này của mình. Có điều gì chỉ sau khi nhập cuộc trường tin bạn mới phát hiện ra. Đó là tâm lý thực sự rất cần thiết. Có lúc tình địch dẫn trước mình rất nhiều hiệp mà mình mất tâm lý cái thì luận điểm diễn giả ra không còn xuất sắc như những gì mình mong muốn mong sao chương trình, tâm lý của mình sẽ ổn định và bình tĩnh hơn khi đối diện vấn đề nào đó. Một kỷ niệm Minh Anh nhớ mãi trong suốt quá trình nhập cuộc trường tin. Trong trận đấu với chuyên ngoại ngữ, lúc bắt đầu mình đột nhiên nhận ra đã quên mất tờ ghi luận điểm ở phía dưới. Mình bắt đầu hốt hoảng sợ gì không hiểu sao lại chỉ mang lên 7 tờ giấy trắng. đối thủ Mai Anh là người chơi rất mạnh đã kết thúc rất tốt phần thi của mình, lúc đó lại càng khiến mình rối hơn. Vậy nên mọi người có thể xem xét đó là trận mình gấp nhất vì thực sự mình đã bị mất tinh thần và phải tùy cơ ứng biến với lại những gì đã nô te. Việc nhập cuộc trường tin có ảnh hưởng nhiều đến việc học tập của bạn. Lúc đầu chúng mình chỉ định đăng ký cho vui, không nghĩ đi xa đến vậy nên vẫn để bảo dự án cá nhân tiến triển như tầm thường nhưng sau này lịch học chồng chéo bên cạnh việc theo thi đội tuyển nước nhà nên khiến bạn dạng thân mình cũng bắt gặp đôi chút phiền toái và phải học ba cân bằng bạo hoạt động đó. Như hôm thứ sáu vừa rồi mình vừa thi hình trận tầm thường kết thì ba ngày đầu tuần sau mình đã phải nhập cuộc kỳ thi rồi. Nhưng bù lại mình có thêm đồng đội, được học hỏi và phát hành tư duy và có thêm nhiều hưởng thụ. Được biết, ngoài trình độ tranh biện đỉnh thì Minh Anh cũng có thành quả học tập cũng không kém bạn có thể chia sẻ thêm lý lẽ học của mình. Thực sự mình không biết chia sẻ sao gì mình thấy bạn dạng thân khá lười học, thỉnh thoảng thi đội tuyển nước nhà chỉ đọc lại ba thôi chứ không có ngồi viết bài như bạo bạn bạo. Cái này có hai mặt kia vừa giúp có thêm thời gian nhưng cũng khiến mình không hoàn toàn nỗ lực 100% như bạo bạn thí sinh bạo. Đôi lúc mình cũng muốn chăm hơn nhưng cái này thuộc về tính ba rồi cũng rất khó sửa được mình chỉ học những gì mình thích rồi đô te lại theo ba riêng của bạn dạng thân miễn sao học ít mà vẫn hiểu nhiều. Còn bí quyết dành riêng cho môn văn chắc là do mình hay đọc ba rồi đô te lại bảo câu hay ý nghĩ đó khác là để có thêm dẫn chứng sau này viết bài. Và cuối cùng, những dự định sắp tới của Minh Anh là Mục tiêu gần nhất có lẽ là kết thúc thật tốt kỳ thi chọn đội tuyển nước nhà mình cũng muốn phát hành thêm phong trào phản biện trường mình bằng việc xây dựng câu lạc bộ nhưng có lẽ cần chờ thêm thời gian để bạn dạng thân mình thực sự có thời gian tò mò sâu hơn nữa. Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này.